là sẽ xếp hai mặt phải vào úp vào nhau. Chúng ta sẽ vẽ trên mặt trái cho hai biên trùng nhau. Từ từ đường biên này chúng ta sẽ vào hai phân 2 xăng tí để tí chúng ta chừa đường may. Tôi sẽ vẽ một đường thẳng. Chúng ta sẽ kẻ đường ngang ở trên lưng một đường vuông góc với cái đường thẳng đường đường vuông góc với biên. Vòng mông của ni mẫu này là 106, chúng ta lấy 106 chia cho 4, chúng ta sẽ được 26.5. Hạ mông chúng ta sẽ lấy 26.5 trừ cho 3 thì sẽ còn kẻ đường ngang mông. Hạ gối dài quần là 92 92 trừ cho 3 bạn lưng 3 xăng chúng ta sẽ còn 89. Dài quần 89 nha các bạn. Hạ đùi chúng ta sẽ lấy xuống từ đường hạ mông xuống khoảng 9 đến 10 xăng. Rồi chúng ta sẽ vẽ đường ngang mông. Mông là 106. 106 chúng ta chia cho 4 sẽ bằng 26.5. 26.5 chúng ta sẽ cộng thêm 0.5 cử động là sẽ thành 27. Gia cử quần thêm 2.5 nữa. Từ đây đến đây sẽ là 27 và chúng ta cộng thêm 2.5 nữa. Chúng ta sẽ lấy điểm lưng, chúng ta từ từ điểm đầu này chúng ta sẽ vô 1 xăng. Vòng lưng là 90. 90 chia cho 4 được 22.5, chúng ta cộng thêm 1 xăng. Trùng dây kéo sẽ thành 23.5. Từ điểm 23.5 này xuống điểm điểm đây chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng. Từ điểm này lên điểm này sẽ là 6 xăng, ta sẽ lấy một điểm 6 xăng. Chúng ta sẽ đánh cong. Đường cong không không bị gãy khúc này được nha. Chúng ta xuống đây 1 xăng. Nè, kẻ qua bên đây 1 xăng. Rồi bây giờ chúng ta lấy điểm giữa. Điểm giữa từ điểm da cửa quần này đến điểm mép này. Bam. Xuống như đây luôn. Chúng ta chia đều này. Từ đến đây là 30 này, 15 này, 15 này. Chúng ta kẻ thẳng xuống đây thôi. Đây là đường đường ly ly quần. Vòng gối của ni mẫu này là 44, chúng ta sẽ chia cho 2 sẽ được 22. 22 chúng ta trừ cho 2 là còn 20. 20 20 chúng ta sẽ vẽ từ đây đến đây là 20. Chia đều đây các bạn. Cử động chúng ta là 0.5. Đoạn này là 20. 20 các bạn sẽ cộng thêm một cử động nữa là 21. Chúng ta chia đều ra. Từ đây đến đây một đoạn. Từ đây đến đây là 21 nha các bạn. Đùi ống
Vòng ống của ni mẫu này là 30, chúng ta chia cho 2 sẽ được 15. 15 chúng ta trừ cho 2 sẽ được 13. Còn lại 13 nha các bạn. Ta vẽ khoảng này còn 13. Cắt đều để đến đây 13. Chúng ta kẻ một đường thẳng từ gối xuống. Ni mẫu này của người tương đối mập nha các bạn. Rồi chúng ta nối điểm này với điểm này. Thì đẩy nối xuống gối. Đùi của số đo này là 60. Chia cho 2 sẽ còn 30. Rồi còn trừ cho 2 sẽ còn 28. Nối bên sẽ còn 14. Rồi, chúng ta sẽ nối điểm này. Chúng ta đánh cong tương đối nha, đừng đừng gắt quá, đừng đừng thẳng gắt quá. Chúng ta nối với cái điểm vô này. Đây là thanh trước. Rồi chúng ta chiều đường may. Đường may 2 xăng 2 xăng. Giờ chúng ta sẽ cắt, chúng ta xếp đôi vải, chạy vải phẳng, và bây giờ chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ được hai thanh trước. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hai thanh sau. Chúng ta sẽ lấy hai thanh trước ra. Bao thanh sợi cho đúng nha các bạn, cho thẳng nha. Để quần chúng ta sẽ không bị đá ống. Chúng ta sẽ từ mép của cái thanh trước này, từ mép của thanh trước này chúng ta sẽ lại ra hai, ra thêm 2 xăng nữa này, sẽ của thanh sau. Thanh sau sẽ lớn hơn thanh trước mỗi bên 2 xăng, bên này 2 xăng, bên này 2 xăng. Chúng ta sẽ ra 2 xăng ở đây rồi chúng ta kẻ thẳng lên. Bên này cũng 2 xăng. Đáy thanh trước
là đường này, đường ngang đáy lên trước này, đường ngang đáy lên sau chúng ta hạ xuống khoảng 1.5. Rồi chúng ta sang dấu 1.5. Sang dấu đường ngang lưng. Rồi chúng ta lật này ra. Vẽ lại. Đường ngang mông của thanh sau sẽ thấp hơn đường ngang mông của thanh trước 1.5 nha. Đây, đường may 2 xăng. Từ đấy đây là 2 xăng đường may. Mông của chúng ta là 106 chia cho 4 sẽ bằng 26.5. Cộng thêm 0.5 cử động là thành 27. 27 nha các bạn. Da gựa cuồng của chúng ta là 9. Rồi. Từ đường đây chúng ta đánh cong vào phía trên này 1.5 để cho nó không bị. Rồi. Rồi, từ đây chúng ta sẽ vào 2 xăng đường may. Vòng lưng của chúng ta là 22.5, chúng ta cộng thêm 2 xăng cái bên sau lưng nữa là 24.5. 24.5 chúng ta nối với cái đường điểm này. Điểm này là điểm 26.5 cộng 0.5 đó các bạn. Chúng ta nối vào với nhau. Rồi chúng ta không tính đường may nha các bạn. Đây là 2 xăng đường may. Chúng ta sẽ lấy điểm giữa từ cái mép đường may này vào đây. Rồi, chúng ta sẽ kẻ cái bên. Cái bên này sẽ song song với cái đường đáy này của chúng ta. Bảy xăng hơn các bạn, 7,5 xăng đi. Rồi. 1 xăng. Và chúng ta đã cộng thêm 1 xăng đường bên này. Rồi, từ đường này lên đây chúng ta sẽ lấy 8 xăng. Quần nào cũng thấy, quần nào chúng ta cũng lấy 8 xăng hết. Rồi. Chúng ta sẽ chúng ta Rồi, chúng ta sẽ kẻ đường ngang lưng. Đường ngang lưng của thanh trước thì chúng ta sẽ chúi xuống. Còn đường ngang của thanh sau chúng ta sẽ lên, dông lên. Khoảng 1 xăng, thêm 1 xăng, từ 1 đến 1,5 xăng. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong thanh sau. Giờ chúng ta sẽ chừa đường may. Đây chúng ta đã chừa đường may rồi. Đây, đường may ở phía dưới cũng đã có đường may. Thì ở đây chúng ta chưa có đường may này. Chúng ta đây là đường may, đây này là đường may của chúng ta. Đường may chúng ta sẽ chừa ở sau ra. Cũng nhiều nhiều đường, nếu chúng ta có nới rộng ra hay bắt vào cũng dễ dàng hơn. Tù chỗ nào dưới này chúng ta sẽ là 1 xăng, 1 xăng nha các bạn, 1 xăng đường may. Chúng ta sẽ đánh cong thế này, đường đáy đừng đừng gấp quá để cho nó ôm. Rồi, trên lưng chúng ta chừa 1 xăng. Đây là quần sau của chúng ta sẽ tiến hành cắt.